Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang để cơ quan chức năng thực hiện việc khởi tố bắt tạm giam đối với ông Thái. Theo thông cáo báo chí của Tổng thư ký Quốc hội, ngày 26 tháng 4, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1046 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 theo quy định của pháp luật, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.